Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng Dược Sĩ. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cách làm sao để chúng ta có thể uống đủ nước trong một ngày và từ đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái lợi ích cho sức khỏe của mình. Các bạn có biết không, hàng ngày tôi vẫn nghe mọi người nói rằng là chúng ta cần phải uống ít nhất là 1,5 lít nước mỗi ngày. Vậy thì liệu rằng cái việc mình uống 1,5 lít nước mỗi ngày như vậy đã đủ hay chưa? Cái lượng nước như vậy đã phù hợp hay chưa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Và cũng trong câu chuyện mà ngay từ đầu tôi đã chia sẻ rằng là việc mà chúng ta uống quá nhiều nước trong cùng một thời điểm thì có thể dẫn tới cái nguy cơ là chúng ta có thể bị hôn mê hoặc là tử vong. Vậy thì uống nước không đúng cách thì có thể gây ra những cái hậu quả khá là nghiêm trọng đấy ạ. Và các bạn có biết không, đặc biệt ở trên những cái đối tượng bệnh nhân có những cái vấn đề về bệnh mãn tính, ví dụ như là những bệnh nhân suy tim hay là những cái bệnh nhân có vấn đề về bệnh thận, với những cái đối tượng bệnh nhân suy tim nặng hay là những bệnh nhân bệnh thận ở giai đoạn cuối thì họ sẽ gặp phải một cái tình trạng đó là bị giữ nước ở trong cơ thể. Ngay bản thân vấn đề về bệnh của họ thì đã có những cái nguy cơ là bị giữ nước trong cơ thể gây ra tình trạng phù rồi, mà bây giờ chúng ta lại uống quá nhiều nước như vậy thì có thể là một trong số những cái nguy cơ khiến cho cái vấn đề về phù của họ sẽ bị nặng hơn. Ngoài cái vấn đề về giữ nước trong cơ thể gây phù thì họ có thể gặp phải những cái tình trạng khó thở, và với những cái triệu chứng như vậy thì sẽ rất là có nguy cơ cao có thể dẫn đến cái tình trạng hôn mê hoặc là tử vong. Còn trên những cái đối tượng mà bệnh nhân có vấn đề về tăng đường huyết thì bản thân cái việc uống nước nhiều sẽ làm cho chúng ta có một cái cảm giác là no, đúng không ạ? Vậy thì với những cái người mà đang có vấn đề về đường huyết, họ lại có cái cảm giác no như vậy thì họ sẽ làm cho họ không có nhu cầu nạp đồ ăn vào trong cơ thể. Thì như vậy thì có thể dẫn đến cái tình trạng đó là bị hạ đường huyết quá mức. Với những bệnh nhân mà có vấn đề về dạ dày thì sao? Với những cái bệnh nhân mà đang có vấn đề về dạ dày, có thể là có những cái hội chứng trào ngược chẳng hạn, thì với cái việc là bạn cứ thường xuyên uống nước, nạp nước vào trong cơ thể như vậy thì cái lỗ tâm vị đấy ạ, là cái đoạn nối giữa thực quản và dạ dày sẽ liên tục thường xuyên được mở ra. Như vậy thì có thể là làm ảnh hưởng tới cái vấn đề trào ngược của họ, sẽ cảm nhận được một cách rõ rệt hơn so với bình thường. Như vậy thì rõ ràng là không đem lại những cái tác dụng tốt cho vấn đề về bệnh của họ. Còn trên một cái đối tượng gặp phải cũng khá là nhiều, đặc biệt là trên những cái đối tượng người lớn tuổi mà có cái tình trạng là bị tăng huyết áp, hay là có những cái tình trạng là phình mạch não, hay là có tình trạng xuất huyết não, thì khi mà chúng ta uống một cái lượng nước quá nhanh hoặc là quá nhiều thì có thể sẽ làm tăng cái lưu lượng máu một cách nhanh chóng, và từ đó thì sẽ làm tăng nguy cơ hơn trên những cái đối tượng có bệnh nền như vậy. Vậy thì rõ ràng với những cái đối tượng như thế thì các bạn sẽ cần phải uống nước một cách từ từ, và chúng ta cần phải để ý đến cái lượng nước mà chúng ta nạp vào cơ thể. Và những cái đối tượng cần phải lưu ý như vậy thì chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta không gặp phải đâu, nhưng mà những cái người thân của chúng ta, những cái đối tượng mà người già thì sẽ hay gặp phải những cái bệnh mãn tính như vậy. Và với những người như vậy thì rõ ràng là việc uống nước cũng phải chúng ta cũng phải lưu ý hơn so với bình thường. Và nếu như chúng ta uống nước sai cách thì có thể gặp phải những cái nguy cơ như là tôi đã chia sẻ, là có thể dẫn tới tình trạng nằm nặng thêm những cái vấn đề về bệnh mãn tính của họ, hoặc là sẽ gây ra những cái nguy cơ về vấn đề về hôn mê, hoặc là có thể trầm trọng hơn nữa thì có thể dẫn đến nguy cơ về tử vong. Và tất nhiên nếu như mà bạn cố uống nước, uống thật nhiều để với một cái mục đích là cung cấp đủ nước cho cơ thể, nhưng mà nếu như bạn uống vào mà bạn gặp phải một số những cái triệu chứng như là bạn cảm thấy đau đầu, buồn nôn, hay là một số những cái triệu chứng gây khó chịu cho cơ thể, thì các bạn cũng nên dừng lại và không nên tiếp tục nạp thêm nước vào trong cơ thể nữa. Vậy thì các bạn sẽ hỏi tôi là vậy thì tôi phải uống bao nhiêu nước là đủ đây? Nghe thì câu hỏi rất là đơn giản đấy, nhưng mà thật là không dễ để trả lời cho các bạn là uống bao nhiêu nước là đủ. Bởi vì mỗi cơ thể của chúng ta thì có một cái trọng lượng khác nhau, hay là có một cái thể trạng khác nhau, nên là rõ ràng là cái lượng nước mà tôi cần phù hợp cho tôi thì chưa chắc đã là một cái lượng nước phù hợp với cơ thể của bạn. Khi mà người ta tính theo cái trọng lượng của cơ thể thì các bạn có thể tính theo một cái công thức, đó là chúng ta sẽ cần hàng ngày là khoảng 40ml nước cho 1kg cân nặng. Ví dụ như tôi có trọng lượng là khoảng 50 cân chẳng hạn, thì tôi sẽ cần khoảng 40 nhân với 50 và sẽ cần khoảng 2 lít nước cho một ngày. Tuy nhiên thì đấy là chúng ta tính theo cái chỉ số là trọng lượng cơ thể, là cân nặng của chúng ta. Tuy nhiên thì hàng ngày thì tôi và bạn đều hoạt động một cái cường độ là khác nhau.
có thể là tôi sẽ tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn, hoặc là với cái điều kiện môi trường sống của chúng ta là khác nhau, tôi đang sống ở một cái vùng thời tiết bây giờ đang là lạnh thì cái nhu cầu của cơ thể của tôi sẽ cần một cái lượng nước là ít hơn bạn sống ở một cái vùng mà đang vào mùa nóng, bạn bị đổ nhiều mồ hôi hơn do thời tiết nóng. Thì rõ ràng là cái nhu cầu của cơ thể chúng ta cần một cái lượng nước là khác nhau và tùy từng thời điểm. Hoặc là khi tôi đang có những cái vấn đề về sức khỏe, ví dụ như tôi đang có những cái vấn đề về đau bụng hay là đau đầu hay là buồn nôn, thì rõ ràng là tôi cũng sẽ có một cái nhu cầu cần nước là khác so với cái thời điểm mà tôi sức khỏe đang bình thường, đúng không ạ? Như vậy các bạn có thể thấy rằng là cái nhu cầu về lượng nước của mỗi chúng ta là khác nhau. Ví dụ tùy thuộc vào cái điều kiện về thời tiết nơi mà bạn đang sinh sống, tùy thuộc vào cái thể trạng và tình trạng sức khỏe của bạn, cũng như là cái cường độ hoạt động hàng ngày của bạn và tôi thì khác nhau, nên là chúng ta sẽ có một cái nhu cầu về lượng nước là khác nhau. Tuy nhiên các bạn có thể dựa trên một cái công thức nền tảng, đó là 40ml cho 1kg cân nặng nhân với cái trọng lượng của bạn để tính ra một cái nền cơ bản về cái lượng nước mà các bạn cần, và tùy thuộc vào những cái yếu tố khác để các bạn có thể bổ sung thêm hoặc là phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Và chúng ta đều hiểu rằng uống nước thường xuyên thì sẽ đem lại những cái lợi ích và cái hiệu quả rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì nếu bạn uống quá nhiều hay bạn uống quá ít thì nó đều gây ra những cái tác dụng, những cái hiệu quả không tốt cho cơ thể. Vì vậy cho nên là cái câu mà cái gì cũng vừa đủ thôi, vừa phải thôi thì sẽ là tốt nhất và phù hợp nhất với mỗi chúng ta. Việc uống nước thường xuyên chắc chắn là rất cần thiết. Tuy nhiên thì không phải cứ uống nước là sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề về sức khỏe của cơ thể. Vì vậy là bạn cũng lưu ý nhé. Như vậy với những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì chắc hẳn là các bạn đã có thể đã có thể có được một cái công thức để tính được cái lượng nước cần thiết cho cơ thể của mình phù hợp với cái trọng lượng của các bạn. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào cái việc là chúng ta hàng ngày chúng ta vận động như thế nào, bài tiết mồ hôi ra làm sao để chúng ta có thể bổ sung được một cái lượng nước phù hợp nhất cho từng cho mỗi người nhé. Chứ chúng ta cũng không nên quá máy móc dựa vào cái công thức đó để áp chung cho tất cả mọi người. Thì hy vọng là với những cái chia sẻ của tôi thì đã đem lại được cho các bạn những cái thông tin hữu ích, và chúng ta sẽ biết cách để đưa được lượng nước phù hợp vào cho cơ thể của chúng ta, mang lại sức khỏe tốt hơn nhé. Nếu các bạn cảm thấy những cái chia sẻ của tôi mang lại lợi ích cho các bạn và những người thân của các bạn thì các bạn cũng đừng ngần ngại để nhấn theo dõi kênh Hello Dược Sĩ, cũng như là theo dõi thêm những cái chia sẻ của chúng tôi trong những video clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.